thực hiện nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Ngày 26 tháng 12 năm 2018, chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành kèm theo thông tư số 32 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuyển mục tiêu giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 33, ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa, tiêu chuẩn tổ chức cá nhân, biên soạn sách giáo khoa, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận các hồ sơ và bản mẫu sách giáo khoa từ 3 đơn vị đề nghị thẩm định, gồm Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Sau quá trình tổ chức thẩm định sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hai quyết định 4507 và 180 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông, gồm 38 đầu sách cho 9 môn học và hoạt động giáo dục. Sau đó, các địa phương sẽ tiến hành chọn bộ sách giáo khoa phù hợp với các đặc điểm của địa phương mình. Ngày 30 tháng 1 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 01 hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Sách giáo khoa được lựa chọn theo nguyên tắc sau. Lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn một đầu sách giáo khoa, bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch và đúng pháp luật. Sách giáo khoa được lựa chọn phải phù hợp với tiêu chí, phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông do người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thành lập. Mỗi cơ sở giáo dục phổ thông thành lập một hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập một hội đồng. Người đã tham gia biên soạn sách giáo khoa hoặc tham gia thẩm định sách giáo khoa do các nhà xuất bản tổ chức, tham gia chỉ đạo biên soạn, xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa và người làm việc ở các nhà xuất bản có sách giáo khoa không được tham gia hội đồng. Hội đồng bao gồm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng, tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa được lựa chọn, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông. Chủ tịch hội đồng là người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông. Trong trường hợp người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông không được tham gia hội đồng theo quy định tại thông tư 01 và các trường hợp phải vắng mặt vì lý do bất khả kháng, thì chủ tịch hội đồng là cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông. Phó chủ tịch hội đồng là cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông hoặc tổ trưởng tổ chuyên môn. Thư ký hội đồng là tổ trưởng tổ chuyên môn. Ủy viên hội đồng là tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông. Số lượng thành viên hội đồng là số lẻ, tối thiểu 11 người, trong đó có ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông có quy mô dưới 10 lớp, số lượng thành viên hội đồng tối thiểu là 7 người. Nhiệm vụ của hội đồng: lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại thông tư 01 và quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đề xuất danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông với người đứng đầu cơ sở phổ thông. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Quy trình lựa chọn sách giáo khoa. Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá lựa chọn của tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn báo cáo hội đồng danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp. Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ chuyên môn. Hội đồng họp thảo luận đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn. Theo các nguyên tắc và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa. Sách giáo khoa được lựa chọn phải được trên 1/2 số thành viên của hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn. Trường hợp sách giáo khoa không được trên 1/2 số thành viên của hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn, hội đồng thảo luận, phân tích các sách giáo khoa với các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa và bỏ phiếu lựa chọn lại. Nếu kết quả bỏ phiếu lựa chọn lại đạt trên 1/2 số thành viên hội đồng đồng ý lựa chọn thì đây là kết quả lựa chọn của hội đồng. Còn nếu vẫn không được trên 1/2 số thành viên của hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn, thì hội đồng quyết định lựa chọn sách giáo khoa có số phiếu đồng ý cao nhất trong danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn báo cáo theo quy định. Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa thành biên bản có chữ ký của chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và các ủy viên tham dự. Hội đồng đề xuất với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa
đã được hội đồng lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Trên cơ sở đề xuất của hội đồng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Công bố danh mục sách giáo khoa được lựa chọn. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông công bố công khai danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông và niêm yết tại cơ sở giáo dục phổ thông trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là 4 tháng. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông chịu trách nhiệm giải trình với xã hội những nội dung liên quan đến kết quả lựa chọn sách giáo khoa tại cơ sở giáo dục phổ thông do mình phụ trách. Tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ, sau đây gọi chung là Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa, bảo đảm nguồn kinh phí theo phân cấp quản lý để các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cung cấp thông tin cho các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn về danh mục, số lượng sách giáo khoa mỗi nhà xuất bản cần cung ứng, bao gồm số lượng dự phòng để đảm bảo có đầy đủ sách giáo khoa trước khi bắt đầu mỗi năm học mới. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý. Bảo đảm nguồn kinh phí để các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý. Tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý. Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư số 01 và quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa. Báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo đối với cấp trung học phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở về kết quả lựa chọn sách giáo khoa. Sử dụng sách giáo khoa đã được lựa chọn trong tổ chức dạy và học, hướng dẫn giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý giáo dục, học sinh, cha mẹ học sinh về quyết định lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông. Các mốc thời gian thực hiện lựa chọn sách giáo khoa. Trước ngày 1 tháng 5 năm 2020, các cơ sở giáo dục phổ thông hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa, báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo của địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thông tin đến nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn và niêm yết công khai. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, các cơ sở giáo dục phổ thông, các địa phương phối hợp với các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn tiến hành tập huấn cho giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 với mục tiêu 100% giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021 được tập huấn trước khi triển khai năm học mới. Từ mùng 1 tháng 5 năm 2020 đến 30 tháng 8 năm 2020, các nhà xuất bản tiếp nhận thông tin từ các địa phương về kết quả lựa chọn sách giáo khoa, tiến hành lập kế hoạch xuất bản và phát hành, cung ứng sách giáo khoa đầy đủ đến các địa phương. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020, các địa phương phối hợp với các nhà xuất bản có phương án cung ứng sách giáo khoa đầy đủ cho các môn học cho các em học sinh. Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2020, các cơ sở giáo dục phổ thông chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học 2020-2021, năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 1. Trên đây là các nội dung hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Bản đầy đủ của thông tư số 01 hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông có thể được truy cập tại cổng thông tin điện tử chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.